Vâng, đây mới gọi là Hoa hậu Senko Sportmatic 5 21 nha các bác. Hoa hậu nha các bác, gọi là Hoa hậu nha. Con này là Hoa hậu luôn đấy. Bác nào chốt thì liên hệ cho em. Con này giá 13 triệu nha. Hàng sưu tầm luôn nha các bác. Đấy. Bọc vàng 14K toàn thân nha. Toàn thân. Mặt trắng tia. À, cột và tất cả cột và xem giờ bên trong đều là bọc vàng hết. Và hai lịch nha, nó có là chạy hai lịch Sportmatic 5. Con này quá đẹp nha bác. Không biết bên nước ngoài họ giữ như thế nào mà nó quá đẹp nha. Bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em. Size 36 năm nha các bác, bao size 36 năm. Đây là bộ dây bên Nhật về luôn nha các bác, rất là mềm và dẻo nha. Senko Sportmatic 5 21 hai lịch, giá là 13 triệu. Đẹp trên 90 95% luôn, múc mùa luôn. Bác nào muốn sưu tầm một con Senko gọi là hàng nòi thì liên hệ cho em nha. 13 bao ship nữa, bác nào chuyển khoản đủ em bớt 200. Cọc tiền các bác cọc khoảng 10% giúp em nha. À, có nhìn những cái cột bên trong không? Nó đẹp. Từng những cái kim. Phải công nhận là bên Nhật họ giữ cực kỳ là kỹ lưỡng đó. Đấy các bác thấy chưa? Rồi sẽ mở phía dưới các bác cũng xem. Phía dưới con này cũng đẹp lắm nha. Tại vì nó quá ít sử dụng. Đây em vừa khui em nó ra. Quá đẹp nha các bác. Ta ít sử dụng lên phía dưới nó rất là mới. Đấy, con này series là 712240. 712240 nha. Tay này các bác. Đặt ngay luôn. Bác nào chốt thì liên hệ cho em nha. 13 triệu bao ship nha các bác, bao ship. Bên em chuyên hàng tuyển hàng đấu giá mạng với những sản phẩm chất lượng để phục vụ các bác, và hàng đẹp hết. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.